trong Đi giữa trời rực rỡ tập 14 lên sóng tối 19 tháng 8, Pu sang nhà trai để thuyết phục ông Triều cho mình lên thành phố. Cô lập luận rằng lấy chồng là để hạnh phúc chứ không phải trốn nợ. Nếu số phận của cháu và trai thuộc về nhau thì có chạy lên trời cũng không thể thoát được, huống chi là xuống Hà Nội, Pu nói. Bố trai hỏi con dâu tương lai, vậy sao không cưới luôn đi? Pu đáp, vì cháu muốn dùng thời gian để trả lời xem cháu và trai có phải là số phận của nhau không. Nhưng ông Triều rất cứng, nói mình không phải là trai mà nghe theo lời Pu. Ở diễn biến khác, cuối cùng Pu và Trải cũng rời bản xuống Hà Nội cùng nhau. Cặp đôi đi chơi ở Hồ Gươm cuối tuần và biết gặp một nhóm các bạn trẻ nhảy rất sung ở khu vực phố đi bộ. Thấy vậy, Trải hồn nhiên lao vào góp vui bằng vài điệu nhảy hip hop vô cùng chuyên nghiệp khiến những người có mặt phấn khích và cổ vũ nhiệt liệt. Tự hào về chồng sắp cưới, Pu chạy tới cầm tay Trải và hét to trước đám đông, đây là chồng tao. Vì sao bố Trải đồng ý cho con trai và Pu ra thành phố? Trải phản ứng ra sao trước hành động quá bạo dạn của Pu? Diễn biến chi tiết tập 14 phim Đi giữa trời rực rỡ lên sóng VTV3 vào 20 giờ tối nay. Mời các bạn đón xem. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.